Món ăn nhỏ xin chào quý vị và các bạn. Trong video clip lần này, món ăn nhỏ sẽ đem tới cho các bạn cách pha cà phê hoàn hòa tan ngon nhất mà chắc chắn ít người biết được. Cũng như mỗi loại cà phê có một cách thức pha riêng biệt, tùy thuộc vào khẩu vị của từng người sử dụng. Tuy đơn giản nhưng nếu mà chúng ta biết cách pha cà phê hòa tan ngon, thì ly cà phê của bạn cũng hấp dẫn không kém người chuyên nghiệp pha chế đâu nhé. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, chúng ta cùng vào bếp để pha cốc cà phê cho buổi sáng tràn đầy năng lượng nhé. Các bạn thân mến, mình sẽ hướng dẫn các bạn pha được một cốc cà phê hòa tan ngon đúng điệu nhất nhé. Ở đây chúng mình cần chuẩn bị này, một chiếc tách mà các bạn yêu thích. Và đặc biệt phải có là cà phê hòa tan. Ở đây mình sử dụng 2 gói 16 gram. Và một chút sữa đặc. À, còn có nước sôi nữa các bạn. Chú ý nhé các bạn. Đun một chút nước sôi khoảng 200ml. Và để nó nguội bớt đi ở độ 85 tới 90 độ các bạn nhé. Rồi, bây giờ việc đầu tiên của mình đó là mình sẽ cho cà phê vào trong cốc này. Các bạn có thể đọc hướng dẫn sử dụng ở trên vỏ bao bì này. Đó. Hướng dẫn sử dụng của nó là hướng dẫn là các bạn cho gói cà phê hòa tan vào trong tách này, rót 70-75ml nước nóng ở tầm từ 80-100 độ C khuấy đều. Nhưng theo mình ấy, để cà phê được hương vị ngon nhất là các bạn để ở tầm 85-90 độ C. Ở đây mình cho 2 gói thì mình sẽ cho vào đây khoảng 100ml nước các bạn nhé. 100ml nước thì nó sẽ rơi vào khoảng lửa cái cốc này. Các bạn lưu ý là các bạn rót nước vào cà phê, các bạn rót ở độ cao khoảng cách mặt cốc như thế này, khoảng 15cm các bạn nhé. Thấp nhất là 15cm, các bạn có thể cho cao hơn. Bởi vì khi cho cao hơn ấy, thì cái cốc cà phê của mình nó sẽ có được cái độ bọt. Sau đó các bạn dùng muỗng để khuấy đều lên. Trong quá trình khuấy này các bạn có thể cảm nhận được mùi hương của cà phê. Đây cũng là một công đoạn để chúng mình có thể đánh giá được chất lượng cà phê như thế nào. Bản thân trong mỗi một cái túi cà phê hòa tan này nó đã có sữa rồi. Nhưng mà đối với những người hảo ngọt và thích cái vị béo ngậy của sữa thì chúng ta lên cho thêm. Và ở đây mình cũng đã chuẩn bị sẵn một chút sữa đặc để pha cà phê. Với khoảng 2 túi cà phê 16 gram, tức là 36 gram cà phê và 100ml nước này, thì các bạn sử dụng khoảng một muỗng này sữa đặc.
là hợp lý nhất. Còn những bạn nào thích ngọt hơn thì có thể cho thêm. Còn ai đó thì không thích ngọt thì các bạn có thể cho ít hơn. Tùy vào khẩu vị của mỗi người. Nhưng mình thấy rằng là với cái lượng như thế mình cho một muỗng sữa này là ngon nhất rồi. Hầu như là hợp với khẩu vị của đa số mọi người. Hy vọng rằng với những bước đơn giản đó thì các bạn cũng có cho mình những cốc cà phê tuyệt vời vào buổi sáng các bạn nhé. Và mình cũng khuyên là các bạn chỉ nên uống cà phê vào buổi sáng thôi. Còn về tầm chiều tối thì chúng ta nên hạn chế bởi vì nó có thể gây mất ngủ. Và với một lượng sữa như thế thì cái việc mà nó gây hại và ức chế thần kinh của mình cũng sẽ giảm hơn. Việc cho sữa vào sẽ giúp mình thư giãn hơn. Các bạn thân mến, hiện nay thì sự ra đời của cà phê hòa tan mang lại một sự tiện lợi và tiết kiệm thời gian. Cách thức pha cũng đơn giản. Ai ai cũng có thể thưởng thức được hương vị tuyệt vời từ ly cà phê mà không cần phải tốn thời gian cho việc pha chế. Đầu tiên, để pha được một cốc cà phê ngon, bạn phải có một sản phẩm đảm bảo chất lượng, có uy tín trên thị trường. Vì những hãng như vậy đã khẳng định được thương hiệu và chất lượng, được nhiều tín đồ cà phê tin dùng. Vậy thì món ăn nhỏ sẽ đem tới cho các bạn về cách nhận biết đồ uống cà phê hòa tan ngon và chất lượng. Ngoài cách pha thì chất lượng cũng là một yếu tố đặt lên hàng đầu. Nếu như bình thường, bạn có thể kiểm tra trực tiếp những loại cà phê dạng bột. Các loại cà phê hòa tan thường được đóng gói trong bao bì nên rất khó để kiểm tra. Cách duy nhất là bạn phải pha lên rồi đánh giá khách quan bằng các yếu tố khác. Khi đánh giá loại cà phê hòa tan ngon, đa phần các tín đồ cà phê đều nhìn nhận thông qua các điểm sau. Đầu tiên là độ sánh ở cà phê khi pha xong. Độ sánh của cà phê cũng khá là quan trọng. Chúng ta có thể quan sát được bằng mắt thường hay ngay sau khi pha xong. Cà phê có độ sánh ít thì chắc chắn loại này chứa nhiều tinh bột. Cà phê có độ sánh lớn thường được các nhà sản xuất sử dụng các chất phụ gia tạo độ sánh, làm ảnh hưởng tới hương vị gốc của cà phê. Do vậy, những cà phê mà có độ sánh bình thường, bạn sẽ thấy hương vị của chúng ngon hơn các loại kia. Nhưng cũng tùy vào sở thích vị giác của mỗi người mà họ lại thích loại có độ sánh cao. Tuy vậy, hương vị vẫn không thể bằng được. Tiếp tới là màu nước cà phê. Lại một tiêu chí để đánh giá chúng ta nhìn bằng. Tiêu chí thứ hai đó là nước màu cà phê. Lại một tiêu chí để đánh giá chúng ta nhìn được bằng mắt thường. Theo những người lâu năm trong kinh nghiệm thì đa phần màu của cà phê hòa tan ngon đều có màu nâu cánh gián hoặc nâu đậm. Nếu pha ra màu đen thì trong công đoạn chế biến để cà phê bị xém, đây là cà phê hòa tan chứ không phải là loại cà phê đen. Do vậy khi mà pha ra màu đen thì chất lượng của cốc cà phê không tốt. Màu bạn pha ra phải nhạt hơn thì trong đó đã sử dụng nhiều chất phụ gia sản phẩm không tốt cho sức khỏe. Thứ ba đó là bọt cà phê. Tiếp tới là một lớp bọt sau khi khuấy đều. Loại ngon thường có màu trắng và xẹp xuống ngay sau đó. Khi pha xong, bạn thấy bọt có màu cầu vồng, lâu tan thì chắc chắn loại đó đã sử dụng chất tạo bọt, ảnh hưởng tới hương vị của cà phê là điều tất nhiên. Tiêu chí tiếp theo đó là hương thơm của cà phê. Cà phê hòa tan khi mà pha có hương thơm khá là đặc trưng, tùy từng loại mà hương thơm khác nhau. Tuy nhiên thì đa phần những cà phê hòa tan ngon nhất đều có một hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ. Ngược với những loại cà phê chất lượng thì những cà phê hòa tan kém chất lượng bao giờ cũng tỏa ra mùi thơm nồng nặc,
do lạm dụng nhiều hóa chất gây mùi khó chịu như vậy. Tiếp tới đó là trải nghiệm bằng thực tiễn. Với công nghệ phát triển hiện nay thì những dòng sản phẩm cà phê hòa tan khác nhau được thực hiện trên thị trường đa dạng về mẫu mã chủng loại. Do đó mà việc phân biệt cà phê hòa tan ngon không còn là việc dễ dàng nữa. Do vậy chúng ta nên thưởng thức trực tiếp tại cà loại cà phê đó để xem ngon hay không, đảm bảo không. Nếu đạt yêu cầu thì hãy tiếp tục sử dụng. Chúng ta có thể lên những diễn đàn yêu thích cà phê để tìm hiểu trước về những dòng sản phẩm mà mình ưa chuộng. Bên cạnh đó thì mình muốn đưa tới cho các bạn về những cái nhìn đúng đắn nhất của cà phê. Nhiều người đặt ra câu hỏi là uống nhiều cà phê hòa tan có tốt hay không? Thì theo nghiên cứu của các nhà khoa học, nếu sử dụng đúng và hợp lý, cà phê hòa tan mang lại cho sức khỏe của con người những phản hồi vô cùng tích cực. Đầu tiên là gia tăng chức năng của não. Nhờ lượng caffeine có trong cà phê vừa đủ sẽ giúp cho não hoạt động tốt, chức năng của não hoạt động linh hoạt hơn. Thứ hai là giúp giải tỏa stress. Nhiều người khi làm việc căng thẳng đều tìm đến cà phê hòa tan bởi sự thư giãn dễ chịu của cà phê đem lại. Sau đó cũng góp phần làm giảm nguy cơ trầm cảm và tự kỷ. Thường thì dân văn phòng hay tìm tới cà phê hòa tan để giảm tỏa stress do sự tiện lợi, không tiêu tốn quá nhiều thời gian của họ. Thứ ba là đẩy nhanh quá trình trao đổi chất. Cũng chính lượng caffeine có trong chúng góp phần đẩy nhanh được quá trình trao đổi chất, giúp tiêu giảm lượng mỡ thừa trong cơ thể. Tiếp theo, giảm việc mắc bệnh về thần kinh. Việc những chức năng trên uống cà phê hòa tan còn giúp cho cơ thể phần nào đó giảm được những nguy cơ mắc phải các bệnh. Điển hình là bệnh thoái hóa thần kinh Parkinson là bệnh gây thoái hóa thần kinh. Nhưng nếu sử dụng cà phê hợp lý thì nguy cơ mắc bệnh sẽ nhỏ hơn 32%. Tiếp theo là giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Căn bệnh tiểu đường type 2 xuất hiện khi mà cơ thể không đủ khả năng để sản xuất đủ các chất insulin. Mà chất caffeine trong cà phê hòa tan sẽ giúp kích thích sự sản xuất chất này và dẫn tới giảm thiểu bệnh tiểu đường. Bên cạnh đó, nó còn cải thiện cả chức năng gan. Cà phê và những dưỡng chất có trong cà phê hòa tan góp phần làm giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến gan, đồng thời cải thiện chức năng gan tốt hơn. Với rất nhiều lợi ích tích cực mà cà phê hòa tan mang lại cho sức khỏe của con người, kèm theo đó là sự tiện lợi đơn giản từ việc cách thức pha đến chọn lựa sản phẩm. Cà phê hòa tan càng ngày càng được người tiêu dùng tin tưởng và sử dụng. Chúc các bạn và gia đình luôn khỏe mạnh.